Cô Hiền chào các con và hôm nay cô và các con cùng vào buổi học tiếp theo có nội dung là Toán tỷ lệ thuận, tỷ lệ nghịch. Chúng ta cùng cô vào bài học nào. Đầu tiên, làm gì cũng phải có mục tiêu. Chúng ta đến với mục tiêu buổi học. Trong buổi học hôm nay, cô sẽ giúp cho các con hiểu được bản chất của tỷ lệ thuận, tỷ lệ nghịch. Phân biệt hai dạng toán tỷ lệ thuận và tỷ lệ nghịch khác nhau như thế nào và cách giải khác nhau như thế nào. Hiểu được toán học áp dụng vào trong thực tế. Và bây giờ chúng ta đi vào ví dụ 1. Với toán tỷ lệ thuận. Đầu tiên, cô sẽ đọc đề bài. Bài 1 như sau. Chúng ta có bài toán: mua 6 bộ bàn ghế thì hết 900.000 đồng. Hỏi nếu mua 15 bộ bàn ghế hết bao nhiêu tiền? Chúng ta có 3 phút tóm tắt và làm nhanh bài toán này vào vở cho cô nào. Và đây là tóm tắt của cô. 6 bộ bàn ghế thì hết 900.000 đồng. Hỏi 15 bộ bàn ghế hết bao nhiêu tiền? Với các bài toán có lời văn thì việc tóm tắt sẽ giúp chúng ta hiểu đề hơn, và từ việc tóm tắt chúng ta nắm dữ liệu tốt hơn, cũng như là trong quá trình tóm tắt chúng ta sẽ tìm ra lời giải. Thế thì bài này không khó đối với các con đúng không nào? Và các con sẽ làm như thế nào nhỉ? Hầu như các bạn đều làm tìm một bộ bàn ghế hết bao nhiêu tiền đúng không? Và phương pháp đó thì được gọi là phương pháp rút về đơn vị. Thì phương pháp rút về đơn vị thì các con sẽ làm là một bộ bàn ghế chúng ta lấy 900 chia cho 6 đúng không? Thì bằng bao nhiêu nhỉ? 150.000. Và từ đó là 15 bộ thì chúng ta sẽ lấy bao nhiêu nhỉ? 150.000 nhân với 15 đúng không? Và kết quả bài toán này bằng bao nhiêu nhỉ? 2.250.000. Và ta đáp số bài toán này. Sau khi giải xong bài toán này, chúng ta có nhận xét sau đây. Trong bài toán này có hai đại lượng là số bộ bàn ghế và số tiền. Quan sát bảng sau của cô này. Đầu tiên là 6 bộ thì hết 900.000 đồng, đúng không? Thế còn 15 bộ chúng ta hết bao nhiêu? 2.250.000, đúng không? Ta thấy rằng là từ 6 bộ lên 15 bộ, tức là số bộ bàn ghế tăng lên, thì cô dùng mũi tên tăng lên, thì khi đó số tiền cũng phải tăng lên. Điều này chúng ta thấy hiển nhiên trong thực tế, bởi vì càng mua nhiều bàn ghế thì càng hết nhiều tiền đúng không? Điều này rất dễ hiểu vì đây là bài toán thực tế. Thế thì từ đó số bộ bàn ghế tăng, số tiền cũng tăng. Và khi đó thì cô Hiền nói rằng là hai đại lượng này là hai đại lượng tỷ lệ thuận. Như vậy tỷ lệ thuận là gì? Số bộ bàn ghế tăng thì số tiền tăng, tức là cái này tăng, cái kia cũng tăng, thì ta gọi là tỷ lệ thuận. Hoặc cái này giảm, cái kia cũng giảm, khi đó hai đại lượng đó cũng gọi là hai đại lượng tỷ lệ thuận. Như vậy cô chốt lại là gì? Tỷ lệ thuận là gì? Tỷ lệ thuận là hai đại lượng cùng tăng hoặc cùng giảm nhé.